Đây là bà ngoại tôi nè nha. Ngoại tôi giờ này mới đi hái keo. Giờ này là hơn 5 giờ chiều, mặt trời đứng bóng rồi nè. Trời nắng chang chang, giờ này đi hái rau ông nội ơi. Sao phỏng vấn miếng ơi, giờ này mà đi hái rau thì sao mà đi hái rau vậy? Mời mẹ mà đâu có đi chợ đâu mà hái rau. Giao cho cháu lên chạy nào. Trời đất ơi. Con có ăn bao nhiêu đâu bà ơi. Tôn Quỳnh nó ăn luôn. Trời ơi. Nè, bà ngoại bà đi hái rau cho chị hai ăn nè. Nghe, giờ này là trời đang nắng đó, 5 giờ chiều đó. Đó, ngoại tôi đó. Thôi đi. Thôi đi gì, này là mẹ nó chồng ổi nè. Tám mươi bảy tuổi rồi đó. Tối ngày đi đi ruộng đi vườn không à, nãy về thấy là đi mà ra ngoài kia là đi kéo tàu lá dừa, chặt củi, đi hái rau. Đó. Giờ này đi về dài đi đi hái rau. Hái rau má. Rồi cải đất. Cải trời rồi đó. Này có vườn chuối nè. Này dưới sông này có bông súng hổm gầy về, nhà rau vườn không à chứ không có gì. Này là lá cách nè, rau lan, bồ ngót, bông súng nè. Nhà đâu có gì đâu, này là cóc, cây cóc bự nè, mà làm biếng leo chảnh trái nhóc hết trơn đó. Về miền Tây đi cầu khỉ, cái cầu bước qua gì là gọi là cái cầu nhỏ nhỏ nè, vậy mà có người không biết đi á. Chầu có chầu cũng có cao, này là cao thước dồi nè. Đó, gì đó. Rau dền, rau này rau kia nhóc hết trơn. Bà hái vừa vừa thôi, con đi làm ít có ở nhà ăn lắm. Nãy
hái một đống càng cua luôn. Trời ơi con ở trong con hái nhóc ở trên một ôm về kìa. Một ôm càng cua về kìa. Qua đây nè. Thôi đi vô. Qua đây. Này xin giới thiệu đây là Mỹ Tiên. Em tôi. Vô tắm rửa răng thôi. Đó gì đó kêu nghỉ không chịu nghỉ. Kêu về hô đi không chịu, ở nhà mà không ra vườn ra ruộng thì buồn. Tối ngày đi ra vườn ra ruộng không à, đi mần cỏ, đi nhổ rau, đi mần củi, tùm lắm chứ hả, không nghỉ. Này là cây khế nè, khế có hoa khế nè. Nhưng mà trái khế thì chắc chưa thấy, có bên kia mới có. Nè cóc nè, nè nè nè, cho coi cóc nè. Đó, cóc nè. Trời ơi, nè, đi cóc nó sát bên nè. Cái thò tay cái là tới, thò tay cái là tới. Đó. Xong rồi đi hái rau xong rồi vô nè, đi đi lấy rau đi rửa. Rửa xong rồi sạch sẽ hết trơn rồi đó, vô bọc. Đầu tiên là tại vì mình rửa dưới sông xong rồi cho nó bớt cái sình bùn xong rồi lên rồi rửa nó sạch lại. Rồi mình ăn rồi mình rửa lại sau. Trời ơi. Này là má tôi nè. Con. Đi ruộng mới về. Đi ruộng mới về. Con. Này là nấu nước nè, đây nè, cho coi nấu nước nè, nấu một con nồi. Nước nấu nước một nào nồi nào? Nước mát siêu to khổng lồ. Nước thuốc nam đó. Đó, nấu một nồi nước nè, có thuốc dồi ở trong đó, đó là nấu mía rồi nè. Nấu nồi nước dứa. Mát mía lá dứa. Đủ thứ hết trơn à. Nè, làm một thao nước luôn nè. Uống cho đã luôn. Giờ mày ăn tóc bẻ chừng mấy ký ra bẻ cho. Trời ơi. Tại ra tao bẻ mớ hội với mớ cóc. Thôi mẹ ơi. Bẻ bẻ mớ. Trời ơi nè nè. Đó, bà hái quá trời rau luôn rồi nè. To, ở nhiêu đó còn đi hái nữa. Hái gần trộn. À, đó hái rồi lặt sẵn hết trơn đó rồi xong rồi đó, có bùn ngót nữa kìa, rau mùng tơi rồi nữa, quá trời rau rồi, chín này ăn đã luôn, ăn cho tới hết gầm tháng 7 luôn chưa hết. Đó hái xong rồi giờ trộn vô. Người ta gọi là rau tập tàn lộn xộn. Trong khi tôi đi ruộng về là tôi còn làm một ôm rau càng cua nè, rồi rau bùn ngót nữa. Trời ơi, ăn cái ngã nào cho hết. À, hai bắp chuối hộp nữa. Trời ơi. Tới chừng đi cái mang hết cái thế giới đi lên.
không? Trời ơi mẹ ơi, quên rồi mẹ ơi, trong cái tủ, trong cái thùng đá cái còn bông súng trong với dưa leo trong để luôn, trong quên lấy ra không Đâu nhớ. thôi bỏ không có nhiêu tiền mà. Nè, bỏ vô bọc đi. Để ra đi. Để đó đi, con chưa có đi mà. Bỏ vô bọc đi, bọc nào bỏ Không có bỏ vô bọc được, để nó đi. Để đậy cái ấy lên hơi hơi đi. để lại đi, từ từ đi, chừng nào đi rồi tính chứ giờ chưa mà. À, vậy đó. Bỏ vô sớm quá nó hầm. Ăn một gỗ gạo. Ăn một gỗ gạo. Thôi con ăn cơm đi. Mà có, kìa, lấy cái muỗng á, có cái tô bự cho nó ăn đi. Với đó đồ ấy nó xào nó ăn. Để đi bẻ cóc nha. Mày hay nói đó thôi nha, mẹ ơi, đừng hay thấy gì. mấy ký để hỏi đâu biết được ha. Mẹ chừng 3-4 kg gì thôi. Mà mày thấy cóc bự hả, hay cóc lựa cóc non nhỏ. Thôi cóc để mình ăn được đi. Không có cóc nhỏ rồi. Đâu cần hái cốc nhỏ làm chi, đi Đi hái hái cốc cốc bự cái ha. bự bự đi, hái chừng 2-3 kg gì được rồi. Đi hái. Hái con thì hai ăn con chứ ai được. Ăn một tô cơm siêu to khổng lồ. Thôi trời ơi, có trái nào hay trái đó đi lựa làm chi. Để ăn cơm nha. Trời ơi.